Hello, bạn có tin rằng là tử cung của chúng ta sẽ được thiết lập lại và thải độc một cách đơn giản, dễ dàng chỉ sau bài tập này không? Nào, để trải nghiệm được thì chúng ta mới có niềm tin, và ở cuối video thì bạn sẽ khám phá ra được một điều bí mật nữa trong video này để giúp cho bạn có thể thiết lập lại được một mối liên hệ để gia tăng được tái tạo và giúp cho bạn làm trẻ lại, làm khỏe lại, làm dẻo dai lại và mạnh mẽ hơn vùng tử cung của bạn. Và để có thể làm được điều đó, chỉ có thể cho Vê Thảm và luyện tập cùng với Tuệ rằng, nào, chúng ta cùng nằm xuống nha. Trước tiên, bạn chỉ cần đơn giản thôi. Bài tập này có thể làm ngay trên giường của bạn. Bạn nằm như thế này. Rồi, hai chân của bạn co lại như thế này cho ra. Hai tay xuôi theo thân. Rồi, từ đây thả lỏng, nhúc nhích vai, hông, lưng và toàn bộ cơ thể. Khi bạn đung đưa như vậy, toàn bộ vùng cơ của bạn sẽ được giãn mềm dưới thảm rất là đơn giản. Rồi, từ đây bạn đưa hông lưng trở về giữa, có thể nhấc và kéo dài, rồi sau đó hạ xuống. Hai tay của bạn úp vào, hướng các ngón tay xuống dưới, lòng bàn tay hướng về bụng, hơi quẩn xương cổ hướng về rốn, thả mềm hai vai. Rồi thả lỏng hai cùi tròn, cảm nhận hơi ấm của lòng bàn tay hướng về phía rốn, hướng về vùng tử cung. Rồi cảm nhận sâu hơn thì bạn thở ra. Rồi từ từ hít vào thật sâu, mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm từ từ thở hết ra. Lần hai, hít vào thật sâu, mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm bạn thở hết ra nào. Lần ba, hít vào thật sâu, từ từ thở ra thật chậm, thật chậm bạn thở hết ra. Một lần nữa, hít vào thật sâu, mềm mại thở ra thật chậm, từ từ thở hết ra nào. Đúng rồi, đẩy hết khí thải ra. Rồi, sau đó hít thở điều hòa. Từ đây bạn tách hai bàn tay, úp lòng bàn tay xuống thẳng. Vừa rồi chúng ta có một cái bài tập thở để thải hết tất cả khí cặn ra bên ngoài. Và khi bạn đưa tay về bụng rốn, bạn sẽ cảm nhận ở cái vùng bụng dưới này nó sẽ được làm ấm hơn. Và đặc biệt khi bạn đưa ý và đưa khí vào đó thì nó sẽ làm cho bạn có thể trao đổi chất, trao đổi khí và trao đổi cả vùng nội tiết tố bên trong. Tức là co hai chân của bạn nâng lên như này cho ra, hơi duỗi cái mũi chân của bạn ra. Đầu gối này, bạn luôn luôn hướng thẳng xuống phần hông. Hít vào một hơi tại đây bằng mũi. Và thở ra bạn chạm đầu mũi chân xuống thẳng. Hít vào thì nâng lên. Và thở ra đổi chân. Hít vào trở lại. Thở ra tiếp tục đổi chân. Liên tục như vậy, hít thì nâng, thở thì hạ. Rồi hít lên, thở hạ. Hít lên, thở hạ, chúng ta đổi chân. Bắt đầu di chuyển hai chân, hít lên, thở hạ, hít lên, thở hạ. Chú ý luôn luôn dán thắt lưng của bạn xuống sàn thảm, hít vào lên và thở hạ. Hít sâu thì lên và thở ra thì hạ xuống. Hít vào thì nâng lên và thở ra thì hạ xuống. Rồi bây giờ chúng ta sẽ di chuyển cả hai chân nha. Hít vào cả hai chân nâng lên, thở hạ. Hít mũi nâng lên. Thở ra chúng ta thổi hơi bằng miệng, thở hạ. Hít lên. Thở hạ. Tiếp tục hít lên. Thở hạ. Hít mũi lên. Thở hạ. Ba lần nữa hít vào nâng lên. Thở hạ nào. Hai hít lên. Thở hạ. Một lần cuối hít vào nâng lên và thở ra. Giữ ở đây cho ra. Năm, hít thở điều hòa nha. Có thể kiểm tra đưa tay về bụng, về rốn và bụng dưới thấy nó cứng. 3, 2, 1. Rồi hít vào bạn nâng lên cho ra. Và thở ra duỗi gối chân trái, co gối phải, đan tay vào nhau. Thở hết ra kéo gối phải hướng về ngực, hạ khóp chân trái hướng xuống thẳng nhưng không chạm. Rồi, hít vào nới lỏng chân phải,
Thở ra tiếp tục kéo gối phải hướng về ngực. Hai lần nữa hít sâu nới lỏng chân phải. Và thở ra kéo gối phải hướng về ngực. Chúng ta đang thả hết độc tố và thiết lập lại trạng thái của vùng tử cung. Rồi lần cuối hít vào bạn nới lỏng lại. Và thở ra kéo về. Rồi từ đây hít sâu bạn co gối trái, duỗi gối chân phải. Và thở ra hạ gót chân phải hướng xuống thảm nhưng không chạm. Thở hết ra kéo gối trái hướng về ngực. Hít vào nới lỏng gối trái. Thở nào. Lần 3 hít sâu. Và thở nào. Lần 4 hít sâu. Và thở nào. Rồi từ đây hít vào bạn hạ chân phải xuống thảm. Thở ra bạn đưa gối trái sang bên trái cho rằng hạ mềm xuống theo khả năng của mình. Và lúc này mình đang tác động vào phần khớp háng cũng như là vùng chậu, màu chậu. Rồi từ đây hít vào một hơi bằng mũi. Bạn có thể đưa hai tay cao qua đầu. Thở ra gập gối phải hướng về cổ chân trái. Hít vào thì nâng lên. Thở ra thì hạ xuống. Hít sâu thì nâng lên. Và thở ra nào. Một lần cuối hít vào nâng lên. Và thở ra. Rồi từ đây hít vào bạn nâng cả hai gối lên. Rồi thở ra bạn co gối chân phải. Rồi đổ gối phải sang bên phải. Rồi từ đây chú ý chúng ta sẽ tác động rất là sâu. Hít vào một hơi bằng mũi. Thở ra đổ gối trái sang cổ chân phải. Có thể xoay cằm hướng vai trái. Rồi hít vào trở lại. Thở ra tiếp tục ép gối trái về cổ chân bên phải. Theo khả năng của bạn nha, bạn sẽ thấy cái phần bụng dưới và toàn bộ cái vùng tử cung được tác động. Nếu có thể bạn kéo rút hậu môn này, rồi kéo đáy chậu lên cho ra. Rồi hai lần nữa hít vào thì nâng gối trái nâng lên. Và thở nào. Một lần cuối hít sâu nâng gối trái. Và thở ra. Rồi từ đây hít vào bạn co hai gối trở lại cho ra. Thở ra. Hai tay úp xuôi theo thân, chúng ta trở về trong tư thế cây cầu. Hít vào một hơi bằng mũi. Thở ra bạn quận xương cụt hướng về rốn, nâng lưng dưới, lưng giữa và lưng trên lên. Rồi thở hết ra bạn kéo đẩy hông lên, kéo xương mu về phía xương ức rồi tiếp tục đẩy hông. Rồi tiếp tục nhíu hậu môn rút đáy chậu lên, hít thở điều hòa bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, một hít sâu bạn hạ lưng hướng xuống thảm nhưng không chạm thảm. Và thở ra tiếp tục đẩy hông nâng lên. Thở hết ra đẩy hết biên độ lên nhíu chặt hậu môn. Rút đáy chậu lên. Hít thở điều hòa bạn giữ ở đây. 6. Tốt lắm. 5. Cố lên nào. 4. 3. 2. 1. Hít sâu trở lại. Và thở ra bạn nâng lên nào. Hít thở điều hòa bạn giữ ở đây. 7, 6, chúng ta đang set up thiết lập lại. 5, 4, 3, 2, 1. Chậm rãi hít vào bạn hạ xuống nhưng không chạm. Và thở ra tiếp tục nâng lên, đẩy hông lên, đẩy hết lên. Rồi rút toàn bộ đáy chậu của bạn lên cho rằng rút bụng dưới lên, rút lên, nhíu hậu môn lại. Khi thiết lập lại cũng chính là lúc bạn phải thải độc tố trước đó cộng với việc tái tạo giúp cho mình gia tăng thêm phần cơ được siết, được đàn hồi. Rồi giữ ở đây. 3, 2, 1. Từ từ hít sâu bạn hạ từng đốt sống hướng xuống thảm. Và thở ra bạn co cả hai gối hướng về ngực. Đan tay vào nhau ôm hai gối thở hết ra. Kéo hai gối hướng về ngực. Sau đó bạn nâng đầu lên, nâng vai lên. Hít cằm thu về cổ. Rồi hít thở điều hòa. 3, 2, 1. Chậm rãi hít sâu bạn hạ hai chân. Rồi hạ lưng hướng xuống thẳng. Hạ đầu xuống thẳng. Thở ra. Hai tay đưa cao qua đầu. Rồi từ đây co gối chân phải. Đặt lên đầu gối trái. Cổ chân đặt lên đầu gối. Hít vào một hơi thật sâu, bạn đẩy gối phải sang bên phải. Thở ra đổ hai chân sang bên trái, xoay cằm hướng sang vai phải. Rồi lúc này, hít sâu bằng mũi.
Thở ra bạn kéo rút toàn bộ đáy chậu lên, rút lên, rút lên, rút lên, nhíu hậu môn lại. Đúng rồi, mình tác động đang vào vùng phần hông một chút xíu, vào khớp háng và toàn bộ phần chậu và đáy chậu. Rồi từ đây hít vào, nhả ra nặng. Từ từ thở ra, kéo chặt lên, rút lên cho rằng. Rồi tốt, hai lần nữa hít vào, nhả ra. Từ từ thở ra, kéo rút đánh chậu lên nặng, rút chặt, rút chặt, kéo bụng dưới lên. Rồi bạn sẽ thấy tác động vào cả vùng eo lườn và vùng chậu. Một lần cuối, hít thật sâu và thở ra nào. Rồi tiếp tục rút chặt lên. Rồi khi bạn đẩy gối sang phải thêm một lần nữa thì bạn thấy tác động sâu vào toàn bộ vùng phần hông, phần mông và các mạc đùi chân phải. Rồi từ đây hít vào, bạn xoay người trở về giữa, đưa hai chân trở về giữa và hạ chân phải xuống thảm. Thở ra chúng ta cùng đổi bên, co gối trái rồi hạ cổ chân trái qua đầu gối phải, hít vào một hơi thật sâu tại đây. Thở ra bạn đổ hai gối sang bên phải, bạn xoay cằm sang bên trái, tiếp tục hít vào tại đây. Thở ra kéo rút chặt lên, rút chặt đáy chậu lên, rút nhíu hậu môn lại. Đúng rồi, rồi từ từ hít vào, bạn thả lỏng, thả lỏng và mềm mại. Thở ra tiếp tục kéo rút bụng dưới và rút đáy chậu lên, nhíu hậu môn lại cho rằng. Đúng rồi, ở trên mình ngủ hoặc mình nghỉ hoặc mình thư giãn đều được, ở dưới mình vẫn hoạt động. Rồi từ đây hít vào trở lại thả lỏng và thở ra nào, kéo chặt lên, rút chặt, rút chặt, rút chặt. Đúng rồi, tốt. Một lần cuối hít thật sâu, bạn thả lỏng và từ từ thở ra nào, kéo rút chặt lên, rút lại. Đúng rồi, đúng rồi, tốt. Ok, rất tốt. Hít vào từ từ, bạn đẩy trái sang bên trái nào. Rồi từ từ thở ra thả lỏng và nâng hai gối trở về. Từ đây bạn xoay úp người xuống thảm cho ra. Rồi khi bạn úp người như này, trở về trong tư thế nhân sư, duỗi hai mũi chân. Rồi từ đây hít vào, bạn duỗi lòng bàn tay và các ngón tay hơi đẩy ngược cuôn cằm. Thở ra bạn hơi quặn xương cột hướng xuống thảm, rồi đẩy cái hông ra phía sau, kéo giúp động hậu môn lại. Đúng rồi, giúp đáy chậu lên. Thở hết ra, bạn xoay cằm sang trái, hít vào thì về giữa và thở ra xoay cằm sang phải, vẫn nhíu hậu môn, rút lại. Ok, hít vào trở về giữa và thở nào, khép cằm thu về cổ, tiếp tục đẩy cong lên. Thở hết ra nâng hông của bạn lên, rồi thu hai gối về giữa cho rằng. Rồi thở hết ra, khép hai ngón chân cái chạm vào nhau, bạn kéo mông về phía gót chân, kéo giãn các đốt sống, hạ trán mũi hướng xuống thảm và mềm hai vai và cánh tay. Rồi từ đây hít vào một hơi thật sâu, mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Thở hết ra. Lần hai hít vào thật sâu. Từ từ thở ra thật chậm, thật chậm và thở hết ra đi nào. Hai lần nữa hít thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm, bạn thở hết ra. Một lần cuối, hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm, tốt, thở hết ra. Rồi từ đây, hít vào, bạn đưa thân người trở về thẳng trong tư thế cái bản. Và thở ra chúng ta chỉnh hai vai rộng này, tay thẳng hàng này, hai chân rộng bằng hông này. Rồi sau đó đưa chân trái vào đường vạch giữa, gối trái chạm xuống thảm, duỗi mũi chân phải. Từ đây hít vào, bạn đưa chân phải ra phía sau, rồi tiếp tục bước chân phải sang bên trái một chút, rồi co gối phải lại hạ xuống thảm. Chúng ta hơi chéo sang bên trái, có thể chống tức bàn chân phải. Hít vào một hơi, bạn đẩy ngược vươn cằm và thở ra, bạn kéo mông ra phía sau, hơi nhíu hậu môn lại, rút đáy chậu lên. Rồi bạn sẽ thấy siết chặt và đang được thiết lập lại. Hít thở đều, bạn giữ ở đây. 5, thả lỏng vai ha. 4, 3, 2, 1. Hít vào thật sâu, bạn đẩy thân người trở về. Rất là dễ chịu đúng không bạn? Và thở ra tiếp tục kéo hông ra phía sau,
kéo duỗi giãn rồi hơi quặn mông xuống rồi tiếp tục nhíu hậu môn rút đáy chậu lên, thả lỏng vai cổ gáy, thả lỏng gương mặt, hít thở đều bạn giữ ở đây 5, 4, 3, 2, 1, hít vào từ từ đẩy thân người trở lại và thở ra nào, kéo hông ra phía sau thở hết ra, rồi tốt lắm, hít thở đều bạn giữ ở đây 5, 4, 3, 2, 1, chậm rãi hít thật sâu, bạn đẩy thân người trở về và thở ra, tiếp tục kéo đẩy hông ra phía sau thở hết ra, nhíu hậu môn lại rút đáy chậu lên, thả lỏng cổ gáy, giữ ở đây 5, 4, 3, 2, 1, rồi từ đây hít vào, bạn đẩy thân người trở về và thở ra, thu chân phải trở về, bạn đưa chân phải vào đường giữa, hít vào bạn duỗi gối chân trái nào, thở ra bước chân trái qua bên phải, sau đó hạ gối phải, gối trái xuống cạnh gối phải và bạn duỗi mũi chân phải rồi chống ức bàn chân trái ha. Hít vào một hơi nhấn nước về tay phải, thở ra bạn kéo xuống, kéo về gót chân, kéo hông về rồi nhíu hậu môn rút đáy chậu lên cho ra. Tiếp tục lần 2, hít vào bạn đẩy thân người trở về giữa và thở ra nào, kéo đẩy hông ra phía sau, rút chặt, đúng rồi, hít thở đều, bạn giữ ở đây, thả lỏng vai gáy và hai cánh tay, 5, 4, 3, 2, 1, rồi hít vào, bạn đẩy thân người trở về giữa, từ từ thở ra nào, kéo đẩy ra phía sau, thở hết ra, quận mông hướng xuống thẳng, nhíu hậu môn rút đáy chậu lên cho giảm, rút bụng lên, rồi giữ ở đây, giữ chặt nhẹ, 5, thả lỏng vai, 4, thả lỏng mặt đảo, 3, 2, 1, rất tốt, hít vào, từ từ đẩy thân người trở về. Rồi, một lần cuối nha, từ từ thở ra, bạn kéo đẩy hông ra phía sau và thở hết ra, quận xương cổ hướng xuống thẳng, nhíu hậu môn rút đáy chậu lên, rút bụng dưới lên nào, rút lên, rút lên, đúng rồi, giữ ở đây cho ra, 5, 4, 3, 2, 1, rất tốt, hít thật sâu, bạn đẩy thân người trở về và thở ra, thu chân trái trở về, chống hai ức bàn chân, thở hết ra, bạn đẩy mông hướng lên bầu trời cho dạng trùng gối, rồi quận xương cụt hướng lên bầu trời, nhấn lực về bàn tay, đẩy lên vai, từ vai bạn đẩy lên hông, rồi đưa rốn về gần đùi. Sau đây bạn có thể đi bộ tại chỗ và cảm nhận mỗi lúc bạn hạ gót chân, hãy quận xương cụt hướng lên bầu trời, rồi đưa rốn về gần đùi nhiều hơn, để cảm nhận sự căng giãn, thiết lập được trạng thái cân bằng khi cơ thể được đảo chiều trong không gian. Khi đi bộ, bạn sẽ được cảm nhận rõ hơn toàn bộ mặt sau phía thân người được kéo giãn, toàn bộ phần cơ căng mạc đùi, rồi toàn bộ phần sau cơ căng mạc đùi thả lỏng nè, rồi cơ gần kheo được giãn nè, rồi cơ gần gót chân cũng được giãn và toàn bộ vùng lưng, hông cũng được giãn. Rồi từ đây, hít vào một hơi thật sâu, tiếp tục đẩy hông lên, thở ra bạn trùng gối, quận xương cột hướng lên trên, rồi rất giãn đúng không? Chúng ta nhấp nhẹ 1, 2, 3, nhíu hậu môn ạ, 4, kéo rốn về gần đùi, 5, rồi tốt, hít thật sâu, bạn bước chân trái về cạnh tay trái, hạ gối phải xuống thẳng, thở ra bạn duỗi mũi chân phải, duỗi ngực về phía trước, chậm rãi hai tay vươn lên, hít vào thật sâu và thở ra nào, chắp tay trước đỉnh đầu, sau đó bạn đẩy ra phía sau, nâng ngực lên, rồi chìm khớp háng xuống, thở hết ra, bạn từ từ hạ hai tay trở về thẳng, chống ức bàn chân phải, hít vào thật sâu, hạ lòng bàn tay, duỗi gối phải, đẩy gót chân ra sau, duỗi người ngực về phía trước, rồi thở ra, bước chân trái về sau cùng chân phải, rồi sau đó hít vào một hơi tại đây và thở ra, tiếp tục đẩy mông hướng lên bầu trời, có thể tiến bước chân về phía trước ngừng bàn chân, trùng gối kiễng gót chân, hít vào một hơi, bạn bước chân phải về cạnh trong bàn tay phải, rồi sau đó trùng gối duỗi ngực về phía trước, đạp gót chân trái ra, thở ra hạ gối trái, duỗi mũi chân, hít vào bạn vươn hai cánh tay nâng lên, rồi chắp tay trên trước đỉnh đầu, thở ra bạn nâng ngực, vươn tay ra phía sau, ô chìm sâu khớp háng, tốt,
Ok, hít thật sâu, bạn từ từ hạ tay xuống thẳng và thở ra nào. Chống ức bàn chân trái, nâng gối trái, bước chân phải trở về sau. Tiếp tục ở đây, nhẹ nhàng hít vào, bạn hạ hai gối xuống thẳng và thở ra. Đường mông ngồi lên gót chân, quận xương cổ hướng xuống thẳng trong tư thế ngồi kim cương, hai tay đan vào nhau phía trước ngực. Bạn xoay cổ tay trở lại, vẫn quận mông xuống thẳng, giữ hậu mông, thả lỏng vai gáy, khuôn mặt và thả lỏng hai cánh tay, cổ tay, bàn tay, và sau đó xoay ngược lại. Sau khi thư giãn cho vùng cơ cổ tay, từ từ bạn đưa hai lòng bàn tay áp sát về vùng bụng dưới, khép hai cùi chỏ ôm về đường giữa, có thể khép đôi mắt lại, đưa năng lượng, tình yêu thương và tâm trí hướng về vùng tử cung. Bạn cảm nhận tử cung như được ấm nóng dần lên, cảm nhận khi bạn hít thở và thải khí độc, thải độc tử cung, hay khi bạn thiết lập lại để giúp cho mình trở nên khỏe mạnh, dẻo dai và sắp lại những vị trí cần phải ổn định. Chính là lúc những bó cơ đang được sắp xếp, kết nối từng tế bào để cảm nhận sâu hơn khi hơi ấm được lan tỏa. Sau một vài giây phút cảm nhận, bạn từ từ đưa hai tay chắp lại phía trước ngực, xoa nóng môi bàn tay. Xoa thật nóng lên nào, nóng hơn chút nữa, nóng hơn chút nữa. Tác ý vào lòng bàn tay, khi lòng bàn tay được nóng ấm, nhanh tay tiếp tục áp về phía bụng dưới. Rồi bạn có thể vén áo đưa vào phía trong để cảm nhận sâu hơn toàn bộ. Hơi ấm của bàn tay được chuyển sâu vào tử cung của bạn. Ơn tử cung đã giúp tôi duy trì cuộc sống này, đã giúp tôi cảm nhận năng lượng cuộc sống này, đã giúp tôi có thể làm thiên chức của một người mẹ, đã giúp tôi có được một gia đình hạnh phúc, đã giúp tôi có những trải nghiệm của cuộc sống tuyệt vời này, và đã giúp tôi chăm sóc chính mình tốt hơn, chăm sóc chính thân thể này, chăm sóc chính ngôi nhà chung của chính mình. Thì cảm nhận hơi ấm được lan tỏa và truyền sâu vào bên trong, nhẹ nhàng tiếp tục biết ơn và biết ơn. Từ từ đưa hai tay chắp lại phía trước ngực, nguyện cho sức khỏe của tôi cùng tất cả mọi người luôn luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Hãy mở đôi mắt. Và Tuệ Giang chúc mừng bạn đã luyện tập xong bài tập này. Đúng như lời đã hứa thì ở cuối video mình có một cái phần rất là quan trọng. Và tại sao lại có phần đấy? Phần đấy chính là phần mà chúng ta ổn định, sắp xếp lại. Chúng ta có tất cả ở trong tâm trí trước, sau đó chúng ta hành động, và sau đó chúng ta có kết quả, và chúng ta lại tiếp tục sắp đặt lại cái tâm trí của mình để có thể thiết lập lại cái mô thức mới, thiết lập lại một cái quá trình mình hành động để tạo ra những kết quả. Nhưng bài tập này bạn cần phải lặp đi lặp lại, và mỗi một lần bạn làm, bạn tập thì bạn sẽ có cái cảm nhận và cái trải nghiệm khác với lần trước, bởi vì lúc đó cơ thể của bạn nó trở nên tinh tế hơn, ý thức và nhận thức của bạn nó cũng sẽ trở nên tinh tế hơn, và chắc chắn bạn sẽ có một cơ thể tuyệt vời. Và khi mà tập được cho vùng tử cung, thần thái của bạn cũng sẽ thay đổi một cách đáng kể. Hãy để lại comment cũng như là chia sẻ video này tới thật nhiều người. Và nếu như bạn muốn tham gia một khóa học chuyên sâu để giúp cho bạn có được nội tiết tấu tốt hơn, giúp cho tử cung của bạn khỏe hơn, mạnh hơn, hay đặc biệt nữa là giúp cho bạn có thể cân bằng nội tiết tấu và điều khiển được cảm xúc, thì vui lòng để lại comment hoặc là inbox để Tuệ Giang có thể tư vấn cho bạn hoàn toàn miễn phí. Và Tuệ Giang hẹn gặp bạn ở trong các video tiếp theo. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Tuệ Giang. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem những video tiếp theo ở phía tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp bạn ở những video tiếp theo.